សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការធ្វើសាច់ត្រីបំពងអំបិលម្រេចសម្រាប់គ្រឿងផ្សំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកនៅក្នុង description box របស់ខ្ញុំបានអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ត្រីហ្នឹងជាមួយគ្រឿងខ្លះៗ នៅក្នុងការប្រឡាក់ត្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំមានពងទាមានស្រាសមានបលមានម្រេចពណ៌សហើយនិងមានម្សៅពោត nếu bé đã đặt trưng rượu rồi hơi ở trưa cho bò vì ở chỗ chết như tầng ớt nếu bé đã dâng ở cho bò vì chỗ con đi hái thở tụ bia dạp bếp răm này tí môn bé đã dâng nhà tớ bằng bồn nếu không ở con chân năng năm mới cứ nhóm đã khăn ở việc đau hơi bằng nhóm đã thầy đã nhóm mà bà lạc môn năng nâng cho bằng bồn OK, ở lại trên bàn phong được bọc nhom bàn đuổi rồi hái, chẳng nhom xuống vị chén đã vía xóa khăn sấn. Môn pe đài nhom đang vô từ cha vía cho mỗi cương bàn tay tiện nỉ. OK, ở lại dân chập đam cha tình ở khnía. Nói khăn ông cái tiết nâng cư nhóm mà đã phê nhỏ việc đau hai nhóm đã cái tầm xo chỗ. Và tôi bị nâng máu cứ khi nhóm đã mất tế hai nâng phê tròn chỗ. Hi, khi em đã ở đây để khi em bỏ đuổi nâng châu tặng áo hai ở cha vì ở châu kia tới. Bắt đầu bị nâng má cứ khi em vô mà rớt vô mà rồi về bị lỡ hai bắt thêm cho mùi nâng mà sai sụp. Hai cô vì ở sập. Chỉ trong cái đôi kế cứ khi em đã ở sạc tấm. Chỗ hai cha vì ở chỗ kia chân tớ vậy tớ mà hộp nó cứ chật rồi vậy. OK, lời tay bấm pon ở bên mình bật nhóm bàn rồi rồi hai. Nét ở kia ai sao bàn phơi nắp tẹp bàn. Ok, còn đây nét ở kia để bàn chấm này pe tam đàn tu sinh video bật nhóm. Xong cầm lệch chui like, subscribe channel bọc nhóm phong. Xong mọc cơn, xong chân hiệp lia, bye bye.